Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chiếu cho các bạn xem nội dung của video hôm nay là trồng dâu tây với kích thước. Các bạn thấy dâu tây cũ của mình đây, nó dày quá các bạn. Cây cũ có, cây mới có, những cái ngón mới nó mọc ra, rồi những cây cũ còn lại đây các bạn này, kích thước này quá dài. Thì cây này qua cây này là 20, nhưng mà cây này qua cây này chỉ có 15 phân thôi. Những cây này nó mọc nhau là chang chúc, cho nên mình phải đánh lên để như thế này là nó không ra trái đâu các bạn nha. Mình đánh lên rồi mình trồng xưa ra. Khoảng cách của đất tệ nhất là phải 30 các bạn nha. Trời mưa các bạn rất là dễ sống. Mình đánh ra như thế này, bạn thấy mình đánh ra như thế này đây. Mình trồng ra ngoài, mình trồng cỡ 30 cm. Thì cây này qua cây này 30 cm nha các bạn. Mình trồng vô, lúc đầu mình trồng thì mình không cần bỏ phân cũng các bạn. Nếu các bạn có phân thì các bạn bỏ sau cũng được, nhưng mà muốn để cho đất nó tơi xốp á, mình cho nó ít rác đi các bạn. Bạn thấy khi mình đặt cái dao vô rồi, mình cho nó ít rác các bạn, để cho nó tơi xốp đất. Mai mốt cái rác này nó sẽ hôi mục, nó làm tơi xốp cái đất của mình nha các bạn. Rác này mai mốt nó sẽ hôi mục rồi nó tốt thôi các bạn nhé. Nếu nó không tốt thì mình mới cho phân bò thêm nữa các bạn. Mình chuẩn bị rác này cho các bạn này, mình cho vào. Mai mốt cái rác này nó hôi mục, nó sẽ ăn, nó sẽ ăn cái rác này. Đó, mình trồng vậy là xong rồi đó các bạn này. Cây này cắt cây này 30, cây này cắt cây này 30 là được. Để này quá dài. Đây là trồng những cây mà đánh đất trời mưa này các bạn, có thể đánh ra các bạn trồng. Trời mưa này trồng nó không có chết đâu nghe các bạn. Đây cái ngó mình tách riêng nó ra các bạn này. Đây là một cái ngó nhỏ đó, mình tách riêng ra nó ra. Mình bứng cái ngó nhỏ này lên rồi, đây các bạn thấy, đây là cái cọng của nó. Cọng của nó, cái cuốn ngó của nó các bạn này. Bây giờ mình trồng xuống đây các bạn nhé. Mình đặt cái ngó phía này phía ngoài. Mình đặt cái ngó sau này, cái cọng ngó nó sẽ trong, nó sẽ đưa trái ra ngoài các bạn nhé. Mình cho đất vô, mình cho đất vô gốc của nó đi, cho nó đứng ngó đàng hoàng đi. Đó, nó là một cây ngó mà nó mọc dưới đất lên, mình không có làm đâu các bạn. Mình không làm bằng bầu ngó, nhưng mà mình bứng lên. Trời mưa các bạn ạ, bứng lên mình trồng cho nó vô chậu, cho đặt thêm vô. Vậy là mình tưới nước lên thôi các bạn nhé. Đơn giản, mùa mưa đi trồng nó đảm bảo lắm các bạn.
nó không có bao giờ nó chết đâu. Các bạn nhân cái lúc trời mưa, các bạn đánh những cây dao ngoài đất, các bạn trồng vô chậu, nó mọc ngoài đất đó, là nó tự động nó mọc, nó đâm ra, nó nhảy ra rồi nó mọc lên, mình chỉ cái việc bứng vô chậu thôi các bạn nhé. Xong mình lấy nước mình tưới không, mình trồng nó xong là mình phải tưới nước ngay nghe các bạn, mình đừng có bao giờ mình để cho nó khô rễ, trời nắng lên nó khô rễ nó sẽ chết đấy các bạn. Nhưng mà mình cứ tiếp tục mình tưới nước cho nó đó, bây giờ mình tưới nước nó đẫm nước ở trong rễ của nó rồi, nó chỉ cái việc nó tăng trưởng thôi đó các bạn thấy không. Đó mình đã trồng xong, mình cũng mới vừa trồng xong đó các bạn này, 30 đây. Mình mới nói chuyện với các bạn là mình trồng cái này, các cây này 30, mình mới vừa trồng xong là mình lo mình tưới nước liền các bạn nha. Các bạn nên nhớ là khi mới trồng là phải tưới nước liền, đừng để cho nó khô vì trời nắng. Mình đánh nó lên trời nắng, mình đánh từ dưới đất lên là nó động rễ, mà để nó khô rễ là nó sẽ bị chết cho các bạn đó các bạn thấy. Rồi mình đã hoàn thành được 2 cây, mình tiếp tục mình đâu các bạn thấy cây dâu tay này, cái dây dâu tay này đã là hơn năm rồi các bạn, vừa tròn 1 năm hơn. Bây giờ mình đánh lên các bạn nhé. Bạn xem mình đánh lên, đánh lên như thế này thì không bao giờ nó chết hết các bạn, mình trồng xuống mà không có chết. Mình lấy bắt bớt đất ra các bạn nhé, mình lấy đất ra tới rễ đó thôi. Vì trời mưa các bạn cho nên mình nên trồng lúc trời mưa là nó đảm bảo cây nó không có chết các bạn nhé. Đó các bạn thấy, mình đánh tới rễ của nó thôi, mình trồng cây này như thế này mà mình trồng đất phân vô đầy đủ thì nó tiếp tục phát triển. Thứ hai năm mình đã chua đất đã bớt tới rễ rồi các bạn này, tới rễ đây rồi, rễ nó này rồi mình trồng đấy các bạn. Mình đứng cái này vô đây các bạn nha, đặt xuống các bạn vừa bạn rồi. Mình lắp đất thôi các bạn nhé, chỗ này đất nó cũng nhiều rác rồi cho nên mình không cần bỏ rác nữa, lắp cái góc cho nó được được rồi, đất chỗ này nó tơi xốp thì mình không cần bỏ rác, bỏ rác thêm những chỗ mà không được tơi xốp. Khi trồng xong là mình tưới nước cho nó ngay các bạn. Tách ra các bạn, trong này 3-4 cây luôn các bạn ơi. Đây là một cây ngó đây các bạn, đây từ thân ra là
nó phát triển không tốt mà cây ngót. Đất này tơi xốp rồi mình không bỏ rác nữa. Còn chú ý mình trồng cây ấy, là mình phải chú ý cái ngọn, đừng cho nó lấp cái ngọn các bạn. Cái ngọn nữa mình phải tưới cho nó sạch cái ngọn, không cho nó lấp ngọn. Đây là bụi với 3-4 cây lận các bạn, tại vì vừa ngó vừa cây cũ. Đây là một cái ngó các bạn này, có cái cọng ngó các bạn đó, cái cọng ngó của nó đó. Cái ngó này nó nhỏ đấy nhưng mà nó phát triển rất tốt các bạn, cho nên mình phải trồng riêng vào trong chậu. Đây mình tách cái ngó ra. Đây các bạn này, đây cũng một cái ngó đây các bạn. Đây mình tách ra như thế này mình trồng. Nó sẽ nhanh sống lắm các bạn. Trời mưa. Mình trồng xong hết đây thì 3 cây rồi các bạn. Đây này là cây già hơn. Cái ngó có mẹ nó già hơn. Mình qua đây mình trồng các bạn. Đây. Đây là cái ngó nha các bạn. Mình trồng vô trong chậu. Nếu cây nào mà rễ nó ít mình che cho nó nghe các bạn, che sơ lại cho nó, rễ ít là nó trời nắng lên nó dễ bị chết lắm. Như cây này trưa mình có thể che sơ lại. Mình thấy nó héo là mình che nó lại cũng được các bạn, mà nó không héo thôi. Đó, các bạn thấy tưới nước như vậy thì cái rễ nó có động đi nữa, nó cũng vẫn không có chết được các bạn nha. Mình trồng những cây này như vậy đó. Đó, hai cây mình đem ra đây mình trồng đi. Mình cho rác dưới này rất nhiều các bạn này. Rác mà tương đối hôi mục của các bạn. Cho cái nhỏ nhỏ lên vô.
ngót của nó, cái cụm ngót của nó các bạn ạ. Đây có rễ nhiều rồi. Vậy là xong rồi các bạn ạ. Cho nó vô stack. Kiểm tra lại cái độc của nó, cái ngọn của nó các bạn nhé. Cho mình tưới nước. Tưới nước ngay cho nó liền các bạn. Các bạn nhìn xem sai lầm của mình năm ngoái đây các bạn. Mình trồng dâu tây mà mình trồng quá dài đây các bạn, trong chậu. Mình ý lại là cái chậu này nó rộng. Mình trồng 6 cây ra 6 bụi các bạn thấy. Một bụi đây là không biết bao nhiêu cây đây các bạn. Vậy là nói cho đúng là tại vì mình trồng ri. Cho nên nó ra trái chỉ được cái dịp Tết thôi. Một lần, hai lần rồi nó sẽ không còn ra trái được nữa. Đây này, mình đo cho các bạn xem. Chiều ngang của khoảng cách cây nó chỉ có bằng một ngón tay của mình thôi, là trên 10 phân. Đây, từ cây đi qua chưa tới 12 phân. Trồng xoay quanh đây cho nó đẹp mà. Cũng tại vì giống nhiều quá các bạn ơi, giống khi đã có rồi thì mình tiếc giống, mình trồng như vậy đó các bạn. Cho nên bây giờ nó còi cặp vậy, nó không có ra trái đây các bạn thấy không, nó ra ngó này, ngó nó ngắn lắm các bạn, nó thiếu dinh dưỡng, ngó của nó ngắn, nó nhỏ đó các bạn ơi. Sai lầm của mình đây đó, các bạn thấy những chậu dâu của mình còn lại năm ngoái đây các bạn, khoảng cách cây chưa tới một gang. Bởi sai lầm của mình là vậy đó các bạn, cho nên năng suất không có đâu các bạn ơi. Đây là cũng là một chậu dâu, nó già rồi mà nó chứa trong cái chậu này quá nhỏ thôi các bạn, chậu treo. Bây giờ nó chỉ có đứng như thế này rồi, trái nó không ra chi thế các bạn này. Nó ra trái không nổi đây các bạn, có hoa của nó đây. Nó ra có hoa này như thế này các bạn thấy không? Hôm Tết nó đẹp. Nhưng mà bây giờ nó xấu rồi, nó cỏi. Nó không phát triển được nữa các bạn ha. Các bạn nhìn thấy này, những cái chậu mà bây giờ mình trồng một cây đó, các bạn thấy bây giờ nó ra trái đó. Các bạn nhìn thấy cái chậu trước mặt kìa. Mùa này á, là mình phải rút kinh nghiệm đó các bạn nha. Mình không có trồng dài nữa, các bạn thấy đây. Cái cây của nó một cây một, mình trồng trong một chậu. Mình thấy khi nào mà giống nhiều quá thì mình sẽ trồng thêm một cây. Hoặc là mình cho cái ngó nó ra. Các bạn này ngó nó bây giờ nó đang ra này. Mình cho tới một cây thứ hai là hết rồi nha các bạn. Đó, các bạn thấy những cây có trái của mình đó, bây giờ là hái chỉ độc nhất có một cây các bạn. Đủ sức nó ra trái, đủ dinh dưỡng để phát triển trái.
cho hoa. Mình cảm thấy tiếc thì mình cho cái ngó này ở đây nữa là hai cây là tốt rồi. Tuy là cái chậu này tới 35 nhưng mà vẫn cho hai cây thôi là nhiều rồi ngay các bạn. Bởi vậy bây giờ các bạn trồng dâu tây là các bạn phải chọn cái chậu xe chín các bạn. Xe chín trồng một cây một thôi các bạn ơi. Đây là cái chậu này là chậu xe chín này các bạn này. Xe chín là mình trồng một cây một thôi các bạn ơi. Chậu này nó rất thấp, mình không thể nào trồng tới hai cây chậu này được các bạn. Nếu các bạn trồng hai cây thì nó phát triển được, nó ra trái một lần thôi các bạn ơi, rồi nó sẽ không có ra trái nữa. Chậu này đây chưa đảm bảo mà ra trái được nhiều lần đâu các bạn, chỉ có những cái chậu lớn hơn. Vì cái chậu xe chín thì các bạn trồng dâu cũng biết rồi, được 20 mấy phân thì nó được cái chiều rộng thôi, mà cái chiều cao nó thấp quá các bạn này. Trừ trường hợp mùa đất thì các bạn trồng thì còn có dinh dưỡng khác nữa, tại vì nước nó chảy nó trôi tới, hoặc là mùa đất thì nó có thể đâm rễ ngang hoặc là đâm rễ xuống, chứ còn trong chậu thì không thể nào đâm rễ xuống được, mà cũng hết cái đâm rễ ngang rồi. Thì nói cho đúng là cây này cách cây kia 30 cm hơn. Có những cái chậu nhỏ này ấy, chỉ có trồng cho nó đẹp thôi các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cái dâu tây của mình này, một cây một bây giờ nó ra trái ra hoa đây các bạn thấy không, hoa và ra trái đó. Một cây một đó mình sẽ trồng một cây nữa, là gần thứ tết mình sẽ trồng nó một cây nữa thôi, tới mùa là nó sẽ ra trái nhiều, nhưng mà để cái mùa này nó ít ra trái thì mình trồng một cây một đó các. Tới khi nào mình cần thiết lắm mình trồng cho nó một cây nữa thôi. Mình không có sai lầm như năm ngoái, nhiều lúc vì giống nó nhiều mà không biết bỏ đâu cho hết các bạn này. Thế đây mình phải trồng dài, mà trồng dài là năng suất không có đâu các bạn nha. Chiều này mình nhổ hết một cái vạt ở chỗ này rồi các bạn này, tương đối cũng xưa rồi đó. Các bạn thấy mình đang trồng mà mình nhổ mình trồng nơi khác nữa chứ không phải nơi đây thôi các bạn. Cho nên chiều này mình làm cũng chưa xong cái vạt này đâu các bạn. Thôi tới đây video cũng dễ dài rồi, xin chúc các bạn vui vẻ. Mình tạm dừng video tới đây. Các bạn nhớ đăng ký like ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video sau.